Xin chào tất cả các bạn nhé. Bonsai đang theo anh Tuấn Mai đi thăm một vườn cây rất là khủng và kim sơn nhé, mà anh em chúng tôi mới khai phá nhé. Một trong những vườn có rất nhiều phôi giá trị, còn những phôi tiền trăm đến tiền tỷ thôi, để cho anh em tham khảo nhé. Rồi, đây là một cái phôi rất là khủng nhá. Phôi này, hai phôi này ông chợ anh báo là 900 triệu rồi. Không báo báo biết bác ghi nhá. Một trong những phôi khủng nhá, rất là giá trị. Phôi này rất là già rồi, tuổi đời mênh mang rồi nhá anh em nhá. Không những một phôi mà anh còn sở hữu trên dưới 400 phôi khủng cho các anh em chiêm ngưỡng nhá, để đi những tác phẩm bên cạnh đây cho anh em xem một đôi. Ai đấy đi theo chung một sài có dần dần gỗ nhá, một trong những cầu thủ áo đỏ nhá, nhưng hôm nay phải mặc áo trắng rồi. Đang tốt lắm, vừa có trận mưa xong anh em nhá. Chú Trần hôm nay cũng theo chung bonsai rồi nha anh em nhé. Anh em nhá, chào chung bonsai nhá. Rồi, đang ở cái đồng lúa nhá. Rất nhiều. Ấn hàng khủng luôn, hàng chất lượng. Bên trong thì đó. Đấy, nhà vườn này. Trận mưa xong nên là anh em chúng tôi đi bên ngoài tuyến đây nhá, tìm cái chỗ nào khô với dăm rông vào cốt chậu của mình sửa. Anh em vào mà khai phá nhá. Nó hồ mà khai phá mà không đi bên này chắc lắm chú ạ, ngon đất là đất chắc lâu năm rồi. Nói chung là tốt quá đúng không? Chỉ có ông nào về khai phá thôi. Cứ vậy mà khai phá này. Cây to mấy người ôm. Con ba vai này. Mặt này cái này mặt ác. Từ từ đúng không? Cái nó đang to. Một trong những phôi khủng nhá, rất là già, từ đời chắc là không thể đếm nổi rồi. Ngày xưa là anh cũng mang về rất khó khăn đúng không? Những cái tác phẩm to như này. Cái này ngày xưa mua cho Nghệ An. Mãi Nghệ An. Quỳnh Phụ Nghệ An, cái này còn nhà văn hóa. Nhớ hết tác phẩm. Mua cái này không nhầm là 2006 thì phải.
ngày đấy ngày đấy vất vả không, lấy cây này có vất vả. 3 năm trời mua được cây này nha. Quá khó khăn nha. Cơ bản là của tập thể. Đúng rồi. Quá, mặt này đẹp. Cái này cắt ra nhìn cái chướng. Dạ vâng. Này, cái tay đấy cũng đẹp. Hơn 400 tác phẩm nhé anh em nhé. Toàn Nam Điền không? Quá, bệ kinh khủng. Đi quay bệ không? Rồi rồi rồi. Các sếp này đang gọi nhé. Cái hàng này thì nó cũng được nhưng anh em tham khảo nhé, những cái phôi này thì rẻ thôi. Đấy. Để cái vườn mà những cái nhét cắt nó to như cái xô này mà nó đã vén lại rồi. Cứ phôi tiền chậm hết. Nước sốt này anh Đông ấy đầu tư chục tỷ vào đây. Bây giờ không biết là giá trị nó lên như thế nào đây anh em nhé. Còn rất nhiều phôi khủng. Rụt rịt hết. Quả phôi này mới được anh đục đẽo xong nha anh em nhé. Dễ là tố tủ luôn. Cũng có 2 trận mưa. Kinh quá. Chân tay móng miếc. Kinh khủng. Ngày xưa cái này ôm vào một cái chậu nhá. Chậu sứ nhá anh em nhá. Đây này. Đó. Bây giờ nó đã như thế này rồi. Cái phôi mà anh em cũng đã xem qua rồi thì bonsai tiến sự ở một số anh em ở Hà Nam mới vào đục nhé. Đây. Do là các anh bận là do trời mưa nữa là các anh không tăng nghiệp đấy nhá. Anh em xem những cái phôi khủng khiếp như này. Bên cạnh đây cũng là một cái phôi chắc đang đục dở đây. Quá tay chân cây quá già rồi, bỏ quên đúng 10 năm. Anh đi miền Nam làm ăn nhé. Những cái phôi như thế này tầm vài chục triệu thôi nhé anh em nhé, còn những cái phôi tiền trăm kia thì đang ở vườn số 1 kia. Anh em có thể từ từ xem nhé. Với số lượng trên dưới 400 cây thì anh em có thể tha hồ lựa chọn. Đó, như phôi này. Đi mãi miền trong miền ngược để mua những tác phẩm này về nhé. Bỏ đúng 10 năm chưa có giao lưu gì hết. Bây giờ anh mới giao lưu nhé anh em nhé. Số điện thoại của anh Đông rất đẹp này, 0399990 nha anh em nhé, 03
9999990. Kinh, 5 con 9. Anh em có thể liên lạc trực tiếp anh Đông nhá, anh Đông Kim Sơn nhá. Con này chắc cắt rụt xuống làm con ba vai này anh em nhé. Quá hầm hố. Một số anh em đang là giao dịch bên kia nhé, chung bonsai do đam mê cây nên quay. Chi tiết cho anh em xem một số cây khủng ở đây nhé. Còn rất nhiều tác phẩm bên cạnh đây. Vừa có trận mưa nên là rất là bì bõm, không rông nổi vào trong. Con này mà về bây giờ phải để nguyên cái chậu đấy đúng không chú Dần? Để chứ nó gỡ rồi. Không gỡ được đúng không? Anh em Nga Sơn chơi toàn cây nhỏ. Cây nhỏ bây giờ mới tiếp tục chơi cây to này. Đúng không? Tôi xin phép không cảm rồi nhá. Cảm ơn ông nhá. Hôm nay cảm ơn. Ê về à? Cái nó đang lên cấp 1 cấp cứu. Anh Hồng ơi, lớn rồi nhá. Gọi là mini so với ông Đông này. Hàng này nhỏ nhất trong vườn đấy, nhỏ nhất trong vườn. Lợn con kia toàn lợn mẹ. Số lượng rất là nhiều nhé anh em nhé. Mình cũng xin dừng video để chuyển sang một video tiếp theo cho anh em chiêm ngưỡng đầy đủ hơn, chi tiết hơn nhé. Anh em vào xem và ủng hộ kênh Chung Bonsai bằng cách ấn đăng ký cũng như nút chuông để nhận video thứ hai mà kênh Chung Bonsai ghi hình gửi tới tất cả anh em nhé. Xin thân ái chào tạm biệt. Chứ nếu như mà để ngọn này tay ra nó chưa được cái gì cả, chưa có gì cả. Hay lấy cái mầm dưới đây vất lên, cắt từ dưới đây. Đây, đang ở giữa. Hay từ cái đấy là mình thở thôi. Đưa giữa thì nó hơi đỉnh quá. Được cái nha. Mà cắt ra thì nó lại cổm.